Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 66, Cá bé Trần Lục tiểu thư lớn lên ở Phúc Ninh đúng không? Châu Đại Thái Thái hỏi bâng quơ. Lâm Di gật đầu, hai huynh muội chúng cháu từ khi còn rất nhỏ đã theo phụ mẫu đến Phúc Ninh rồi à? Phúc Ninh là nơi thế nào? châu đại thái thái lại ra vẻ tò mò hỏi trịnh thất tỉa yêu thư đã vui vẻ chọn được hai con quay hình xoắn ốc lâm di cúi đầu nhìn xuống không tốt lắm à châu đại thái thái hơi nhướng pe mày quả nhiên bị mẹ chồng bà đoán trúng rồi trần lục tiểu thư hẳn sẽ nhắc tới chuyện trần tam lão gia suýt chút nữa bị ngự sử tố tội trần lục tiểu thư cũng vì vậy mà cãi vã với tiểu thư nhà ngự sử đấy thôi sau đó trần lục tiểu thư sẽ thuận miệng nói phụ thân mình làm quan cương trực công chính thế nào rồi xin nhà bọn họ nhắc tới chuyện này trước mặt thái hậu trần gia chỉ muốn mượn thái hậu tìm đường ra ồn thỏa thôi lầm gì cũng đang suy nghĩ châu đại thái thái dẫn trịnh thất tiểu thư và nàng đi chọn con quay nhất định là có lời muốn nói với nàng bên chỗ lão thái thái hẳn không được thuận lợi rồi bằng không châu gia sẽ không tới thăm dò một tiểu cô nương như nàng nàng phải làm như hoàn toàn không biết gì, phải tranh thủ nắm chặt cơ hội này vì cha. Chỉ còn một cơ hội này thôi. Trong gian phòng im ắng, giọng lâm di trở nên vô cùng rõ ràng. Phúc Ninh thường bị mưa dầm, hễ hè đến là gần như phải ở trong nhà suốt, không đi đâu được cả. Mùa hè phụ thân cháu phải đến nha môn, chúng cháu ở nhà cứ mong mưa nhanh ngừng để phụ thân có thể bình an quay lại. Phụ thân cũng vì ngâm nước thường xuyên mà thành bệnh ở chân. Phúc Ninh ẩm ướt, phụ thân lớn lên ở trong kinh, thân thể tất nhiên không chịu nổi. Mẫu thân thường nói nếu hồi kinh sẽ có thể lập tức tìm lang chung tốt cho phụ thân, huynh muội chúng cháu nghe vậy mới đi theo cùng về kinh. Châu đại thái thái không ngờ Trần Lục tiểu thư lại truyền sang kể chuyện nhà. Trịnh Thất tiểu thư bên cạnh cũng dừng tay, nhìn Lâm Di, tỷ tỷ ở Phúc Ninh đúng là chịu bao nhiêu là khổ. Trước đó tỷ từng nói luôn muốn dọn về kinh mà đúng không? mấy câu nói lúc rảnh rỗi trịnh thất tiểu thư lại nhớ rất kỹ lâm di gật đầu ừ đúng rồi lần hồi kinh mẫu thân còn nói khí hậu trong kinh tốt sống thoải mái hơn còn có thể thường xuyên gặp trường bối trong mắt châu đại thái thái xẹt qua một tia sáng nhà mẹ của tiểu tiêu thị ở kinh đô ở ngoài nhiều năm như vậy nhớ nhà cũng là chuyện bình thường mà chuyện này cũng không khó trần tam lão ra báo cáo được hạng yêu liền có thể thăng chức đây chính là chức vị có được nhờ thực lực. Nếu nhờ cậy được thành quốc công và đám quan viên ở Phúc Ninh, nói không chừng sẽ lên làm tri phủ, từ chức quan nhỏ bên ngoài thành chi phủ, đây chính là một bước lên trời đấy. Châu Đại Thái Thái không nói gì là muốn nghe nàng nói tiếp hay không có hứng thú với câu chuyện của nàng. Có phải nàng đoán sai rồi không? Hay Châu gia muốn nghe chuyện đường làm quan của cha không thuận, Trần gia bây giờ đang rất chật vật châu gia là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Lâm Di đắn đo trong khoảnh khắc, rồi trầm tĩnh nói tiếp, mấy năm nay phụ thân cũng thường nhắc tới chuyện lá dụng về cội. Trần Tam lão gia muốn lưu lại trong kinh. Tỷ tỷ thì sao? Trịnh Thất tiểu thư không nhịn được hỏi. Lâm Di cười xòa, tất nhiên ta cũng mong được ở lại với bá tổ mẫu. Từ nụ cười miễn cưỡng của Lâm Di, trịnh thất tiểu thư như nhìn thấy được phúc ninh với các con đường lầy lội và thiên tai liên miên nói không chừng ban đêm ngủ cũng không được yên quả nhiên ở trong kinh vẫn tốt nhất bên này lâm di vừa nói dứt lời thì bên kia trần lão thái thái cũng nói đến chuyện muốn giữ trần doãn viễn lại trong kinh ta đã lớn tuổi rồi bên cạnh không thể không có người chăm nom lần này tới là muốn cầu lão phu nhân xem có cách gì để lão tam nhà ta có được một chức viên ngoại trong kinh hay không viên ngoại chỉ là một chức quan có danh mà không có miếng không bằng chi ngoại tuy cùng là tòng ngũ phẩm nhưng viên ngoại chỉ là tiểu quan chạy vặt cho các bộ thôi châu lão phu nhân không khỏi kinh ngạc khó khăn lắm mới lên làm chi châu tại sao lại muốn về kinh trần lão thái thái mỉm cười nói thật xin lão phu nhân đừng cười ta đã lớn tuổi bên cạnh cần có người chăm nom lão tam ở phúc ninh mấy năm qua thân thể cũng suy yếu Muốn lấy một chức quan nhàn tản sống qua ngày thôi, lão phu nhân cũng biết rồi đấy, bây giờ không ai có thể giúp Trần gia chúng ta một tay cả." Châu lão phu nhân thở dài, "Bây giờ cục diện trên chiều không đơn giản, buổi tối ta sẽ hỏi hầu gia thử, xem có thể hỗ trợ hay không." "Còn một chuyện nữa, Trần lão thái thái cẩn thận nhìn trái phải." Châu lão phu nhân cho nha hoàn bà tử trong phòng lui ra. "Bấy giờ Trần lão thái thái mới dám nói, Vừa rồi chúng ta có nhắc tới người nhà của Ngô Gia trong Mõ Liên Hoa. Lão Tam nhà ta nhận được một phong thư gửi cho Thánh Thượng. Nó sợ hiểm nghi nên phong thư đó bây giờ đang ở trong tay bà già này đây. Ta không có kiến thức, không biết nên xử trí thế nào, vì vậy muốn xin ý kiến của Lão Phu Nhân. Dứt lời bà nhận lấy cái hộp có khóa từ trong tay Mama bên cạnh, dùng chìa khóa cho người mở hộp ra đưa cho Châu Lão Phu Nhân. Phong thư được sơn đỏ trên bìa thư có viết hai chữ hiến trường thật to hiển nhiên là bút tích của ngô hiến trường cầm đi so với tấu trương hoàng thượng giữ trước đó là liền biết thật giả ngay đôi mắt châu lão phu nhân khẽ giật tại sao người chết rồi mật tín này mới đưa tới trần lão thái thái đáp ta cũng không biết cả nhà cũng không dám tùy tiện nói với người khác ngô hiến trường chết thế nào tất cả mọi người đều biết bức mật thư này đến cùng viết cái gì thì lại không đoán được Châu lão phu nhân khẽ nhíu mày suy nghĩ. Đến chiều, Lâm Di mang theo năm sáu cái hầu bao, khắp người đầy hương hoa trở về Trần gia. Châu lão phu nhân không nhận thư, lão thái thái chi trưởng nhìn Lâm Di nói: "Lâm Di cũng không quá sốt ruột, chẳng phải bá tổ mẫu đã nói từ sớm là Châu gia sẽ không sảng khoái nhận thư sao? Ngoại thích như Châu gia cảnh giác hơn ai hết, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận lời." châu đại thái thái còn hỏi cháu tình hình lúc ở phúc ninh lão thái thái không hề kinh ngạc cháu nói thế nào lầm gì tỏ ra oan ức cháu nói sinh hoạt khó khăn cha muốn lá dụng về cội cháu muốn ở lại bên cạnh bá tổ mẫu nói tới đây nàng khẽ cười câu sau cùng là nói thật lòng à lão thái thái chi trưởng cười gật đầu sao cháu không nói tới chuyện cha cháu làm quan ở phúc ninh không thuận lợi lâm di cười lấy chăn đắp lên đùi lão thái thái chi trưởng cháu cũng có nghĩ tới nhưng lại nghĩ nếu nói chuyện này tương lai mật thư của mô đại nhân đưa được tới chỗ hoàng thượng hoàng thượng xử trí thành quốc công công lao lớn nhất chẳng phải sẽ thuộc về cha sao cha chịu nhục ở phúc ninh nhiều năm như vậy chẳng phải đều vì ngày đó ư châu gia nhiều lắm cũng chỉ được xem như có công đưa mật thư cho thái hậu nương nương thôi nhưng nếu cha không để ý tới bức thư này vậy công lao lớn đều là của châu gia châu gia sẽ mạo hiểm đưa thư để lấy lợi ích to lớn sau đó công lao chia ra cho mấy nhà châu gia sẽ không chịu ăn phần nhỏ lão thái thái chi trưởng gật đầu sau đó lại thở dài vốn chính là cha cháu nhịn nhục nhiều năm mới lấy được chứng cứ vậy mà phải để người ta ăn hết phần lớn cháu không oan ức thay cha cháu chút nào ư lâm di lắc đầu cũng không phải là chuyện một sớm một chiều chưa kể cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường. Muốn một mình hưởng công thì phải một mình gánh hết nguy hiểm, cha cháu trên chiều không có quan hệ rộng, rất khó hoàn thành chuyện này. Lão Thái Thái hiểu ý cười, nếu cháu là con trai thì tương lai của Trần Gia Ta có hy vọng rồi. chương 67, Khúc Nhạc Dạo Sau khi xe ngựa của Trần Gia đi xa, Trịnh Thất Tiểu Thư và Huệ Hòa Quận Chúa cũng leo lên xe. Châu Đại Thái Thái dẫn Châu Nhị Tiểu Thư ở trước xe liên tục giữ hai người lại. Huệ Hòa Quận Chúa khéo léo từ chối rồi mời hai mẹ con Châu Đại Thái Thái tới trịnh gia ngắm hoa cúc. Châu Đại Thái Thái vui y vẻ nhận lời. Xe ngựa ra khỏi con hẻm, chạy băng băng trên đường lớn. Huệ Hòa Quận Chúa thở dài, không biết thập cửu thúc con nghĩ thế nào. về Ninh Bình Hầu muốn nịnh bợ ngũ vương gia đã cho người tiến cung tìm Huệ Phi Nương Nương đánh tiếng. Ngộ nhỡ mối này thành thì thập cửu thúc con sẽ bị mất mặt. Giờ đã biết tin mà không dự tính trước, chẳng lẽ con chờ Ninh Bình Hầu đổi ý hay sao? Chưa kể, ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu làm sao so được với châu nhị tiểu thư chứ? Trịnh thất tiểu thư tuy không thích mẫu thân cả ngày cứ khen tiểu thư nhà khác, nhưng lại hết sức tán thành câu này của bà, mẹ phải mừng thầm mới đúng. Trước đó mối ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu cũng do mẹ góp phần vun sới mà. Huệ hòa quận chúa giờ khóc giờ cười, vươn tay dí nhẹ đầu mũi của trịnh thất tiểu thư, sao lại đổ lỗi lên người mẹ con rồi. Huệ vi nương nương bây giờ được sủng hơn cả quý phi nương nương năm đó, ai không muốn trèo lên chỗ dựa phủ ninh bình hầu này chứ. Nghĩ tới đây bà lại thở dài, nếu không phải kẹt bối phận, bà muốn gả con gái mình cơ, như vậy mới là tốt nhất. Xe ngựa về đến phủ trịnh gia, trịnh thất tiểu thư ôm hộp con quay vui vẻ vào nhà muốn tìm người chơi thử. Xong hạ nhân lại tới báo có chu phu nhân tới chơi, cô bé đành phải đi thỉnh an chu phu nhân trước. Huệ hòa quẩn chúa đỡ trịnh lão phu nhân đi tới, chu phu nhân tươi cười hành lễ với trịnh lão phu nhân. Trịnh lão phu nhân vội bảo, như vậy không phải là ta nên thỉnh an phu nhân mới đúng. Chu phu nhân cười nói, ra lễ nên đi trước chiều lễ à? Trịnh lão phu nhân bật cười, cho dù là gia lễ thì phu nhân vẫn là trưởng bối. Tôn thất chú trọng bối phận nhất, ngày thường qua loa sao cũng được, nhưng trong các dịp lễ chính, vãn bối 70 tuổi vẫn phải hành lễ với trưởng bối mười mấy tuổi, vị Chu phu nhân này trẻ tuổi nhưng lại có bối phận cao. Chu phu nhân cười trêu, vậy cứ tính theo quan hệ cá nhân giữa ta và lão phu nhân đi. Trịnh lão phu nhân kéo tay Chu phu nhân, thảo nào người ta đều khen phu nhân hiền lành hạng nhất. Người lớn ở nhà chính nói chuyện, Trịnh Thất tiểu thư đối đáp vài câu rồi tìm cớ trở về viện của mình, nhìn hạ nhân ném con quay. Uống một hơi cạn chén nước ô mai ướp lạnh, Trịnh Thất tiểu thư tiêu hết bực tức, lệnh cho anh đào, bảo người mang nước ô mai ướp hoa quế này sang cho Trần Lục tiểu thư nếm thử. Vị nước ô mai này vừa được nữ đầu bếp chế ra, uống ngon hơn bình thường nhiều. Anh đào nói, cái gì tiểu thư cũng nghĩ tới Trần Lục tiểu thư Nước ô mai này làm sao, Trần gia không có chứ? Việc gì tiểu thư phải đưa sang đó? Chưa kể Trần Lục tiểu thư cũng thường lui tới, lần sau lại để nữ đầu bếp làm là được mà. Trịnh Thất tiểu thư thở dài, nhớ đến lời Lâm Di nói ở phủ quốc cữu, Trần Lục tiểu thư ở Phúc Ninh chịu không ít khổ. Làm sao cháu biết? Trịnh Thất tiểu thư nghe thấy giọng nói liền vội vàng đứng dậy. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây rơi trên áo ngoài của chàng trai trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười nhàn nhạt, nhạt bất kể ai đứng cạnh chàng đều bị lu mờ do thường gặp nên cô bé mới không ngạc nhiên bằng không trước giờ cô bé chỉ thấy mỗi trần lục tiểu thư mới có thể bình thản ung dung đứng trước mặt thập cửu thúc thôi trịnh thất tiểu thư tiến lên hành lễ là chính miệng trần lục tiểu thư nói à nói lúc ở châu gia trịnh thất tiểu thư gật đầu xem ra châu gia chắc chắn sẽ đồng ý đưa thư đến chỗ thái hậu rồi Muốn Châu Gia hỗ trợ thì phải nhìn thấu suy nghĩ của họ trước. Đây là sở trường của nàng ấy. Chu Thập Cửu hơi nhướng mày, ý cười nơi đáy mắt trong trẻo như ánh nắng, không mảy may gợn sóng. Nàng ấy nói mình ở Phúc Ninh phải chịu khổ, chỉ là một cách lừa gạt Châu Gia mà thôi. Phúc Ninh không dễ sống, đương nhiên sẽ muốn lưu lại trong kinh rồi. Trần Gia tìm tới cửa nhà họ, không cầu thăng quan, chỉ cầu được ở lại trong kinh bình an sống qua ngày. Châu Gia là con cáo già trên trường chính trị, muốn được bọn họ hỗ trợ không hề đơn giản. Có Trần Gia làm thuyết khách, chàng cũng đỡ phải tốn công. Trần Lục Tiểu Thư, lần đầu tiên nghe đến tên cô bé này là khi chàng đến Phúc Ninh bái phòng bạn tốt. Muội muội của bằng hữu là tài nữ nhân ngữ thu nổi danh khắp nơi, năm đó nhân ngữ thu đã làm nữ tiên sinh rồi. Nhân ngữ thu cực kỳ nổi tiếng, không ít nữ quyến thế gia mong mỏi được trở thành học trò của nàng nhân ngữ thu đưa ra điều kiện, phải đấu cầm thắng nàng, nàng mới bằng lòng dậy. Ai có thể đánh cầm thắng được nhân ngữ thu chứ, chỉ là một cách từ chối khéo mà thôi. Không ngờ lại thật sự có người ôm đàn đến cửa, cứ thế nhân ngữ thu liền trở thành tiên sinh của con gái một cố nhân. Học sinh nọ chính là Trần Lục Tiểu Thư. Nghe tên từ nhiều năm trước, xong đến hôm ấy chàng mới nhìn thấy người thật. Quả nhiên là một cô bé thông minh như chàng nghĩ. Lúc nhắc tới Phúc Ninh, Trần Lục tiểu thư và Thập Cửu thúc y hệt nhau, khóe miệng đều treo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt như có như không. Trịnh Thất tiểu thư hơi cau mày, Thập Cửu thúc, thúc cũng từng tới Phúc Ninh mà đúng không? Đó rốt cuộc là một nơi thế nào vậy? Chu Nguyên Triệt vừa định đáp lời thì khóe mắt chợt quét thấy một thiếu nữ mặc váy hồng đứng cách đó không xa, lập tức xoay người bỏ đi. Trịnh Thất tiểu thư quay đầu lại, Nhìn thấy Lâm Uyển đứng đó thì kinh ngạc kêu lên, "Trần Tam tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?" Lâm Uyển không nhanh không chậm đi tới hành lễ với Trịnh Thất tiểu thư, "Nghe nói muội muội về rồi nên ta đến chào một tiếng." Nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Lâm Uyển, Trịnh Thất tiểu thư vốn định tiến tới thân cận, xong bỗng nhớ tới lời Lâm Di nhắc nhở mình thì nhiệt tình của cô bé liền nguội bớt ba phần. Lâm Uyển như không hề nhận ra, vẫn ngọt ngào nói, ta thiêu một cái khăn tay cho muội, muội xem thử có thích không. Hoa văn hồ điệp vờn hoa, vừa vặn phối với một bộ váy lụa vàng của mình, Trịnh Thất tiểu thư tươi cười dắt tay Lâm nguyền, đa tạ tỷ tỷ đã hao tâm tổn trí vì ta. Cùng lúc đó, Lâm gì cũng đang nằm gối đầu lên đùi lão thái thái tri trưởng nói chuyện cũ, cháu nào biết đánh đàn, đành ôm cây đàn không dây tới, nói với tiên sinh rằng, tiếng đàn sinh ra từ tâm cháu mang theo lòng thành, nhưng sợ bại bởi tiên sinh nên mới không mang theo dây đàn. Bạch ma ma bên cạnh nghe xong cũng không nhịn được muốn phì cười. Lão thái thái chi trưởng giờ khóc giờ cười, vậy mà tiên sinh cũng chịu nhận dạy cháu. Nhắc lại chuyện này, lâm gì cũng hơi ngượng ngùng, cầu học thì phải mặt dày thôi à. Bả vai lão thái thái chi trưởng run run, học đâu ra câu này thế? Lâm gì mở to đôi mắt trắng đen phân rõ ràng của mình, từ cha cháu đấy à? Cha cháu đã tốn rất nhiều tâm tư để mời tiên sinh cho huynh muội chúng cháu. Thời gian ở Phúc Ninh rất vui vẻ. Lúc trời mưa, ca ca và nàng không trốn trong phòng mà cho người chặn lỗ thoát nước của hậu viện, sau đó thả uyên ương xem chúng bơi. Trời sau mưa thường rất trong, ban đêm có thể thả đèn trời khổng minh, ca ca thỉnh thoảng còn cho gã sai vặt đi mua ít pháo hoa, không có pháo hoa thì bọn họ đốt chúc tuy điều kiện sinh hoạt không đầy đủ như trong kinh nhưng lại tự do tự tại, hết sức thoải mái. Cho nên kiếp trước về kinh, nàng mới lơ là ít đề phòng kẻ khác như thế. Lão thái thái thở dài, giờ chỉ còn cách chờ xem ý tứ của châu gia thôi. Màn kể khổ của Lâm Di nhanh chóng mang về lợi ích, châu gia cho người đưa tới một giỏ đào mật. Mùa này có thể ăn đào mật to như vậy thật sự không dễ. Lão thái thái rốt cuộc cũng nở nụ cười xem ra chúng ta phải đáp lễ lại với châu gia rồi một giỏ đào đổi lấy một phong thư thái hậu mừng thỏ trong cung tổ chức yến tiệc các nội mệnh phụ và ngoại mệnh phụ đều đến cung từ ninh chúc mừng trước cửa cung nhất thời vô cùng tấp nập lâm di ngồi nghe lão thái thái chi trưởng tả lại cảnh bà tiến cung khi trước ngoại mệnh phụ đều phải đi lúc trước mỗi lần vào cung dự tiệc ta luôn đi cùng trịnh lão phu nhân và viên lão phu nhân nói đến viên lão phu nhân lão thái thái chi trưởng nhầm tính thời gian, bây giờ viên gia nên trở về kinh rồi mới đúng. Hai bà cháu đang nói chuyện, bạch ma ma chạy vào báo, lâm gia xảy ra chuyện rồi. Lâm gì thả trái đào mật trong tay xuống, dùng khăn mềm bên cạnh lau đầu ngón tay. Lão thái thái chi trưởng dương mắt nhìn, chuyện gì, đừng nói là có liên quan đến ngô gia chứ. Trước đó Lâm gia phái người đến thuyền hoa tìm tiểu thiếp của ngô đại nhân, nếu tìm hiểu được đầu đuôi ngọn nguồn, thế nào cũng lần đến chỗ trần ra bọn họ. Bạch ma ma kể, không rõ lâm lão gia làm sao lại dính với một đám tội phạm, bọn chúng ở ngoài thành làm bậy rồi khai ra tên của lâm lão gia, còn nói là thay lâm lão gia tìm ai đó. Lão thái thái nhánh không ngờ, dòng dõi thư hương dây vào chuyện xấu thì chắc chắn sẽ bị người ta tóm lấy không tha, chỉ cần có dây dưa liên quan đến chuyện này, rốt cuộc cũng sẽ bị lôi đầu ra thôi lão thái thái chi trưởng lần phật châu cũng may bây giờ chuyện này mới vỡ lở nếu sớm hơn chút nói không chừng châu gia đã không chịu đưa thư bà dặn bạch ma ma cho người lưu ý một chút có tin tức liền trở lại bẩm báo bạch ma ma vâng một tiếng rồi nhanh chân ra ngoài sắp xếp cái gì nên tới vẫn sẽ tới thôi lão thái thái chi trưởng nhìn lâm di lục nha đầu cháu có sợ không lâm di khẽ lắc đầu không ạ à? cho dù chuyện vỡ lở phía trước vẫn còn có châu gia trịnh gia và lâm gia trời sập vẫn có cột cao hơn trống trần gia bọn họ vai nhỏ thân yếu gánh không được bao nhiêu lão thái thái chi trưởng gật nhẹ lâm di cụp mắt nhìn xuống có người tung lưới phía trước bây giờ là lúc thu hoạch rồi sau khi châu gia đưa thư vào cung cả kinh thành dường như lập tức yên tĩnh hẳn đi trời nắng gay gắt suốt nửa tháng đến cả cây trúc trong viện như cũng phải mặt ù mày trong Rốt cuộc cũng đón được một trận mưa lớn, bà từ quản sự của viên gia vừa lau nước mưa trên chán vừa báo tin vui, lão gia và thái thái nhà chúng tôi trở về rồi. Lão thái thái chi trưởng đưa chén trà cho lâm di, cười hỏi, khi nào họ vào kinh? Bà từ viên gia đáp, chừng giờ thân, giờ chiều, ạ. À, nhị nãi nãi mời lão thái thái ngày mai sang chơi à? Lão thái thái chi trưởng cười nói, được, ngày mai chúng ta nhất định sẽ tới. Người nhà họ viên đi rồi, lão thái thái chi trưởng lập tức bảo bạch ma chuẩn bị một chút, ngày mai ta và lục nha đầu sẽ sang viên gia. Khi thánh chỉ chiêu viên học sĩ hồi kinh được ban xuống, viên gia tựa như gặp đại địch, bình thường đóng cửa không tiếp khách, cũng không ra ngoài dự tiệc, một lòng chờ viên lão gia và thái thái trở về. Bây giờ viên học sĩ đã bước qua cửa lớn, nhà họ viên ẩn nhẫn bấy lâu liền tựa giọt nước bị ném vào chảo dầu, lập tức nổ tung. Thân thích viên gia gần xa đều tới chúc mừng. Lão thái thái chi trưởng cùng Lâm Di vừa xuống xe ở cửa thủy hoa của nhà họ viên, ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Lâm Đại Thái Thái. Tuy Lâm Đại Thái Thái hơi gầy hơn trước, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, tiến lên thỉnh an lão thái thái chi trưởng. Lão tổ tông tới rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 68, vấn danh Lão Thái Thái chi trưởng cười nhìn Lâm Đại Thái Thái, đã lâu không gặp, nhà cô đều mạnh khỏe chứ Chỉ thoáng hơi sượng mặt, Lâm Đại Thái Thái liền sang sảng cười to, nhờ phúc lão tổ tông, đều khỏe ả à. Chỉ là thanh ca sắp thi rồi nên con bận bù cả đầu Chuyện cha bị con hát hãm hại 8 trên 10 phần là do Lâm ra giật dây, tính ra Lâm Đại Thái Thái cũng tài thật vẫn có thể thản nhiên cười nói ở trước mặt lão thái thái chi trường. Lâm đại thái thái dứt lời lại kéo tay Lâm Di, xem kìa, mới mấy ngày không gặp, Trần Lục tiểu thư lại trổ mã đẹp hơn, thật sự là khiến người ta nhìn không rời mắt mà. Bàn tay trơn nhẵn và ánh mắt đầy thâm ý của Lâm đại thái thái khiến Lâm Di rùng mình. Đời trước lúc nàng bước qua cửa Lâm gia vái lại trưởng bối, Lâm đại thái thái không buồn nhấc mi lên lần nào chỉ lãnh đạm lệnh cho hỉ nương diều nàng vào tân phòng, thế mà bây giờ lại ngọt ngào như thể nàng là con gái ruột vậy. Viên đại nãi nãi ở bên cạnh nhoẻn miệng cười, lâm đại thái thái ở trước mặt con nhắc tới trần lục tiểu thư không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Lâm gì nhớ tới lúc huệ hòa quận chúa nhìn châu nhị tiểu thư, hệt như cảnh tượng bây giờ, nữ quyến xung quanh cũng đều đang nhìn lâm đại thái thái và nàng, huống hồ còn có người nhà họ viên ở bên cạnh nói thêm vào cũng may lão thái thái chi trưởng đã biết được bộ mặt thật của lâm gia sẽ không có chuyện bà gật đầu hứa gà nàng cho họ đâu lão thái thái chi trưởng nhìn viên đại nãi nãi truyền đề tài ông thông gia với bà thông gia vẫn khỏe chứ vừa nói bà vừa đưa tay để lâm di đỡ mình đi vào nội viện lâm di liền nhờ vào đó khéo léo thoát khỏi vòng tay của lâm đại thái thái nụ cười trên mặt lâm đại thái thái nhạt đi phân nửa Viên đại nãi nãi đáp lời, đại thái thái hốc hác đi nhiều, nhưng tinh thần đại lão ra lại không tệ. Lão thái thái chi trường thở dài, ai bị dày vò như thế cũng phải hao mòn thôi. Viên đại nãi nãi cầm khăn lau khóe mắt, chính là vậy à? Sau khi biết được nhị đệ muội mang thai, đại thái thái được an ủi mới khá hơn chút. Nàng ta lấy khăn xuống rồi nói, đại lão gia và đại thái thái trở về liền nhắc tới lão thái thái bên thông gia nếu không nhờ lão thái thái nhà thông gia, viên gia chúng con đã chẳng có ngày hôm nay. Viên đại nãi nãi niềm nở thế này, hẳn là sợ lão thái thái chi trường ở trước mặt viên đại thái thái nhắc tới chuyện gia tộc viên thị không quan tâm vợ chồng viên nhị ra đây mà. Lầm gì đỡ lão thái thái chi trường chậm rãi đi vào trong. Những lời này nào cần lão thái thái chi trường nói chứ, đại tỷ phu nhất định sẽ bầm lại rõ ràng với viên lão gia gia tộc viên thị tuy sói đời nhưng cũng không tính là tán tận lương tâm đại tỷ phu bị vào tù mà người nhà họ viên vẫn chăm nom đại tỷ thích đáng chỉ dựa vào điểm này mọi người đã có thể mắt nhắm mắt mở cho qua lão thái thái chi trưởng cười nói cô nói quá rồi một bà già như ta làm được cái gì đâu mọi người vừa định đến nhà chính đằng sau bỗng có nha hoàn báo trần nhị lão thái thái và hai vị trần tiểu thư đến Đồng thị dẫn Lâm Huyền và Lâm Phương cũng vừa tới. Đi thăm chị dâu mới biết chị dâu đã sang đây trước rồi. Nhị lão thái thái đồng thị cười nói với lão thái thái chi trường. Viên học sĩ vừa hồi kinh dường như biến thành một tảng thịt béo, bất kể là ai cũng muốn lại gần cắn một cái. Dẫu gì số quan bị đẩy đi thượng dương rồi được triệu về cũng thật sự ít đến không thể ít hơn. Lâm Phương dầu môi với Lâm Di, sao lục muội muội không về nhà? ta và tam tỷ đều nhớ muội đấy ở trước mặt người ngoài lâm phương luôn muốn ra vẻ tỉ muội hòa thuận còn dùng dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi này khiến ai cũng thấy nàng ta như chịu bao nhiêu oan ức vậy lâm Di chưa bao giờ có hứng thú tranh cãi với loại miệng lưỡi này cả cho nên chỉ cười cười rồi đi tiếp tiến vào nhà chính lâm huyền lâm phương và lâm di theo thứ tự hành lễ với nữ quyến trong phòng Viên gia là thân thích nên phần lớn người trong phòng đều là chỗ quen biết, không khí cũng bớt câu nệ hơn so với khi tới nhà khác làm khách. Sau khi nữ quyến các nhà giới thiệu lẫn nhau, lúc con cháu viên gia tới thỉnh an, ánh mắt lâm phương đảo đi đảo lại mấy lần. Nếu viên học sĩ được phục chức quan, con cháu viên gia có nằm trong phạm vi trọn rể của nhị thái thái điền thị không nhỉ? Lâm gì đang nghĩ ngợi, lâm đại thái thái dẫn con gái lại đây ngồi xuống sau khi Lâm Di và Lâm Ngũ Tiểu Thư tranh cãi rồi đấu thơ, Lâm Tam Tiểu Thư luôn không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Di. Lâm Nguyền ngược lại cùng Lâm Tam Tiểu Thư nói qua nói lại vài câu, nhắc tới Lâm Kiều, đại tỷ mang thai, luôn nằm trên giường dưỡng thai nên không thể tới đây. Lâm Tam Tiểu Thư gật đầu, nhỏ nhẹ nói, vậy lát nữa chúng ta cùng đi thăm viên nhị nãi nãi đi. Lâm Nguyền thấp giọng cười đáp, ừ. Lâm Di nhìn sang Lâm Phương ngồi cạnh mình, từ khi nhìn thấy người Lâm ra, Lâm Phương hình như không được tự nhiên cho lắm, tay cứ miết chặt vạt áo. Lúc Lâm Tam Tiểu Thư nói chuyện, Lâm Phương làm như không thèm để ý, nhưng thật ra là đang nghiêng đầu chăm chú nghe. Lâm Di thu hồi ánh mắt, nâng chén trà trên bàn lên chăm chú uống. Từ lần trước nhị thái thái điền thị ở phủ chi trường giảng kinh, Lâm Phương chạy đến hồ Bạch Huyền rồi bị te ngã, nhiệt tình của Lâm Phương dành cho Lâm Chính Thanh dường như giảm đi rất nhiều, thậm chí còn biến thành e dè sợ hãi. Viên học sĩ và viên đại thái thái vào phòng, vãn và bối đều đứng dậy nghênh đón. Lâm Di ngẩng đầu nhìn viên học sĩ, lại vô tình đối đầu với ánh mắt trong trẻo của thiếu niên đi bên cạnh viên học sĩ. Trường bào xanh ngọc, búi tóc đơn giản, từ xa nhìn như một cây trúc tao nhã. Ánh mắt của Lâm Chính Thanh cũng đang nhìn về phía nàng. Lâm Di lập tức đảo mắt nhìn sang chỗ khác, tựa như vừa thấy người xa lạ. Viên học sĩ vốn là thầy dạy vỡ lòng của ca ca. Lâm Tam Tiểu Thư ở một bên giải thích, nghe nói viên học sĩ trở lại, ca ca liền buông sách chạy đến. Lâm Phương cảm thấy ánh mắt kia như vừa nhẹ lướt qua trên người mình, khóe miệng đối phương như hơi cong lên, ánh mắt thêm ẩn ý. Tay Lâm Phương càng run rẩy dữ hơn, Lâm Tam Tiểu Thư lơ đãng nhìn thấy, trần tứ tỷ tỷ sao vậy chắc là mặc hơi ít nên bị lạnh lâm phương đưa tay túm lấy tay còn lại mấy ngày trước vẫn còn nắng to ai ngờ mưa một trận liền lạnh thế này lâm tam tiểu thư kéo tay lâm phương không sao chứ đầu món tay cũng lạnh hết rồi này tỷ tỷ uống chút trà cho ấm đi lâm di chỉ chỉ chén trà trên bàn lâm phương được nhắc nhở liền áp tay vào chén trà sưởi ấm viên học sĩ dù sao cũng là người kinh qua quan trường có thể tự nhiên ứng phó với loại tình cảnh sống sót qua tai nạn này song viên đại thái thái lại rơi nước mắt lã chã khi được lão thái thái chi trưởng trần gia thân thiết hỏi thăm sau đó mọi người mới biết lúc rời khỏi phủ viên đại thái thái đang mang thai đáng tiếc chưa đến được thượng dương đã xảy mất viên đại thái thái vì vậy mà suy sụp viên học sĩ bắt đầu dạy học cũng là muốn kiếm ngân lượng mời lang chung xem cho viên đại thái thái Ai ngờ trong họa được phúc, xem như đứa trẻ không kịp chào đời kia đã cứu được phụ mẫu chưa từng gặp mặt của mình. Nhị lão thái thái đồng thị cũng thở dài, đúng là duyên phận. Nói rồi bà ta kéo tay Viên đại thái thái, tuổi cô không lớn lắm, về sau sẽ lại có đứa khác, người xưa có câu, còn con là còn tài mà. Lời này nghe thì êm tai, nhưng Viên đại thái thái bây giờ đã hơn 40 tuổi, trước đó có thể hoài thai là nhờ chăm chút cẩn thận bây giờ sẩy thai thân thể suy yếu, sẽ không có khả năng hoài thai lần nữa. Viên đại thái thái nhìn lão thái thái chi trường trần gia, con còn phải cảm ơn lão thái thái nhà thông gia, nếu không có lão thái thái trông nom, viên gia chúng con làm sao có hậu nhân nhanh như vậy. Viên đại thái thái nói xong, viên nhị gia lại tiến lên dập đầu với lão thái thái chi trường. Lão thái thái chi trưởng cười nói, là nàng dâu của con trai cô có phúc, ta nào có công lao gì mọi người đang nói chuyện bên ngoài bỗng vọng vào tiếng báo tề ra bên quốc tử giám đến tề nhị thái thái dẫn tề nhị ra tề tam tiểu thư và tề ngũ tiểu thư tiến vào nhìn kìa chính là vị học sinh quốc tử giám đó đây một vị tiểu thư gần đó vừa nghị luận về đại lang lâm ra xong giờ lại nhỏ giọng thì thầm về nhị lang nhà họ tề Đồng đảo láng giềng họ hàng xa tập hợp lại một chỗ như vậy chưa vị tiểu thư đều mở to mắt ra nhìn chưa biết chừng một trong số hậu sinh ở đây về sau sẽ thành phu quân nhà mình đấy các nhà thường qua quan hệ thông gia mà đã thân càng thêm thân bây giờ cả phòng đều lờ thiếu niên lang xuất chúng nhất chính là lâm đại lang và tề nhị lang chuẩn bị tham gia thi hương năm nay đợi đến khi hai người này lấy được cử nhân không biết lại có bao nhiêu nhà vội vàng bắt nối quan hệ thông gia đây nếu không phải lâm đại thái thái muốn lợi dụng cha bà ta thèm để mắt tới nàng sao Lâm Di cũng nhìn thoáng qua tề nhị lang, vẫn là trường bào xanh thẫm, phong thái nghiêm trang lịch sử, được viên học sĩ hết lời tán thương. Tề tam tiểu thư hành lễ xong rồi nhìn quanh một vòng, Lâm Di mỉm cười với họ, tề tam tiểu thư và tề ngũ tiểu thư liền đi qua ngồi cạnh nàng. Viên đại thái thái không biết nói gì cho phải, đành nhìn quanh tìm đề tài, thường nghe con dâu thứ hai nhắc tới một vị muội muội đứng thứ sáu trong nhà. Nghe nhắc tới mình, lâm di đứng lên chỉnh đốn trang phục rồi khom mình hành lễ với viên đại thái thái nhất thời người trong phòng đều nhìn sang tuy nói bé gái chưa cập kê và chưa có hôn ước không cần quá kiêng kỵ trước mặt thân thích nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên lộ diện trước mặt nhiều người như vậy lâm di nhiều lần đến nhà khác làm khách dần dần cũng hiểu càng được trưởng bối nhắc đến nhiều càng dễ tìm mối tốt vì vậy nhị lão thái thái đồng thị cũng thường xuyên treo lâm phương ở khóe miệng lão thái thái chi trưởng cười hiền đây là lục nha đầu nhà chúng ta viên đại thái thái cẩn thận nhìn lâm di dáng dấp xinh đẹp cấp bậc lễ nghĩa cũng chu đáo thảo nào mỗi lần thăm nhà mẹ trở về con dâu thứ hai cứ luôn nhắc tới cô muội muội này nhị lão thái thái đồng thị cũng cười tán thưởng đâu chỉ mình nó ta và lão thái thái chi trưởng đều thích con bé này lúc trần lục tiểu thư đứng dậy Tề tam tiểu thư nhìn thấy nhị ca mình ở đối diện hơi ngừng đầu lên, lặng lẽ liếc nhìn trần lục tiểu thư, cô nàng không nhịn được đưa khuỷu tay huyết muội muội ngồi bên cạnh. Trà bạc hà trần lục tiểu thư tặng lần trước, hơn phân nửa đều vào bụng nhị ca, về sau nàng lại nghe hạ nhân nói, nhị ca dặn phòng trồng hoa trồng thêm vài chậu bạc hà. Phải biết rằng trước giờ ca ca nàng chỉ chăm chú đọc sách, rất ít khi hỏi đến chuyện khác. Có thể chú ý thế này thật sự không hề dễ nhìn ánh mắt đầy thâm ý của tề tam tiểu thư và tề ngũ tiểu thư lâm di lúng túng cúi đầu xuống nàng không gặp tề nhị lang được mấy lần nhưng rất thường nghe ca ca nhắc tới người này đều là lời khen ngợi tính tình chu đáo tỉ mỉ cử chỉ lời lẽ chỉnh chu nàng tò mò nên có lật vài cuốn trong đống sách tề nhị lang cho ca ca tuy cha không xuất thân từ dòng dõi thư hương nhưng lại thích đủ loại thư tịch sách ông từng đọc đều được cất giữ kỹ lưỡng, nửa chữ cũng không dám viết bậy. Vì vậy nàng cho rằng sách vở của con cháu dòng dõi thư hương đều thế cả, xong vừa nhìn qua sách của tề nhị lang, nàng lại kinh ngạc. Trên trang sách viết đầy các chú thích nhỏ, câu cú mạch lạc rõ ràng, vô cùng dễ hiểu. Ngay cả cha cầm lên nhìn cũng phải khen ngợi, người dụng tâm cần mẫn sẽ tiến xa, thằng bé tề nhị lang này về sau thế nào cũng làm nên chuyện. Chương 69: Vấn danh. Theo ký ức kiếp trước của nàng, thì đậu giải nguyên là Lâm Chính Thanh, nhưng Tề Nhị Lang cũng được đề tên trên bảng vàng. Có lẽ nhìn thấy hai muội muội cười trộm, Tề Nhị Lang lập tức rời ánh mắt. Tề Tam tiểu thư thấy vậy, không nhịn được dùng khăn che miệng cười khẽ. Có gì thú vị đâu? Lâm Phương bột miệng hỏi. Tề Ngũ tiểu thư liếc nhìn tỷ tỷ mình, tỷ tỷ ta bị điên ấy mà. Đừng để ý tới tỷ ấy." Lâm Uyển mỉm cười, nhìn thoáng qua Lâm Di. Viên đại nãi nãi ngồi cạnh đó liên tục nhìn Trần Lục tiểu thư rồi nhìn Lâm đại lang. Thật sự là một đôi trai tài gái sắc mà. Lâm đại thái thái nhờ nàng ta sang Trần gia nói vài lời tốt, lúc ấy Trần gia không nói gì. Nhưng nhà gái làm giá một tí cũng là chuyện bình thường, vun vén thêm vài lần nữa là thành thôi. Lâm đại lang quá xứng với Trần Lục tiểu thư. Đề nhị thái thái vốn muốn góp vui vài lời, nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của viên đại nãi nãi thì hơi trao mày, không mở miệng nói gì. Không bao lâu sau, các vị tiểu thư đều ra sau bình phong trò chuyện. Lâm Tam tiểu thư nói muốn đi thăm Lâm Kiều, vì vậy Lâm Nguyền, Lâm Di và Lâm Phương Liền bảo nha hoàn dẫn đường cùng đi. Lâm Kiều vốn ở trong tiểu viện lão thái thái chi trưởng mua cho để dưỡng thai, ai ngờ ban đêm lại xuất huyết viên gia sợ xảy ra sơ suất liền đưa viên nhị ra và Lâm Kiều về nhị phòng ở. Trong phòng, Lâm Kiều mệt mỏi ngồi tựa trên giường, người khoác áo ngoài dài tay kín mít. Nhìn thấy bọn Lâm Di, nàng khẽ nhoẻn miệng cười. Lâm Uyển thấy mặt Lâm Kiều hơi xanh thì hỏi, đại tỷ sao rồi ạ? À? Lâm Kiều gật đầu, đã đỡ hơn nhiều rồi, nằm thêm vài ngày nữa chắc sẽ có thể xuống giường. Lâm Phương ở nhà thường nghe hạ nhân nói chuyện phiếm thấy giờ cũng không có ai khác. Bèn cười nói, đại tỷ phải chú ý một chút. Nghe nói lúc thái thái bên thông gia sinh đại tỷ phu, phải nằm trên giường suốt 9 tháng đấy. Lâm Kiều nhìn thấy tỷ muội nhà mình, tâm trạng ủ rủ liền vơi bớt hơn nửa. Lâm Phương nói ra câu này khiến nàng bật cười, coi chừng ta vả miệng muội đấy, mới bao nhiêu tuổi mà mở miệng sinh với nở cái gì, không biết xấu hổ. Rốt cuộc vẫn là các cô bé mới mười mấy tuổi, nghe vậy đều cười phá lên bụng Lâm Kiều vẫn chưa to lên nhưng bọn họ vẫn thấy mới lạ, không dám tin mấy tháng nữa Lâm Kiều sẽ làm mẹ rồi. Lâm Kiều sai nha hoàn lấy ít đồ ăn vặt trong phòng ra cho các vị tiểu thư. Lâm Kiều có tin vui, cả nhà đều chăm chút cho nàng, thức ăn đồ dùng đều là tốt nhất. Đáng tiếc Lâm Kiều hơi kén ăn, chỉ ăn được ít đồ chua, mấy thứ ngọt mặn đều không nuốt nổi. Lâm Tam tiểu thư nói ngay, là cháu trai rồi à? lâm di cũng cười nói chúng ta sắp thành gì rồi lâm kiều nghe thế liền cười vui vẻ cho dù nhà chồng chăm chút hết mực nhưng chỉ ở với người nhà mẹ nàng mới thoải mái được như vậy trò chuyện một lát nghe nói bên ngoài chuẩn bị đốt pháo xua đi xui rùi mọi người đều muốn ra xem lâm kiều gọi lâm di lại lục muội muội chờ một chút lâm phương nghe vậy thì bĩu môi bầu không khí hòa hợp khi nãy lập tức tan biến không còn một mảnh Đến khi người trong phòng đều ra ngoài cả, Lâm Di ngồi xuống trên ghế nệm trước cửa sổ gần giường Lâm Kiều. Lâm Kiều nhỏ giọng hỏi, lục muội muội, ta nghe người trong nhà nhắc tới chuyện tam thúc phụ muốn ở lại trong kinh, bây giờ thế nào rồi? Theo tin tức cha có được trước đây thì mấy ngày nữa phải lên đường về Phúc Ninh, nhưng đến giờ vẫn không thấy triều đình hạ chỉ rõ ràng, khang quận Vương Hẳn đã nhúng tay vào rồi, vẫn chưa biết có thể ở lại hay không à? ta nghe nói nhị thúc phụ được bổ nhiệm làm thị vệ, tam thúc phụ có thể lưu lại trong kinh là tốt nhất. Lúc được tin ta còn vui mừng, thì ra vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Gia đại tỷ cũng biết chuyện tranh tước vị trong nhà. Lâm Kiều thở dài, muội có chuyện gì thì nhớ hỏi tổ mẫu. Tổ mẫu không giúp được vẫn có thể cho người báo tin cho ta, ta cũng sẽ giúp muội một tay, không để muội chịu thiệt, Lâm Kiều nói tới đây thì bỗng hượng lại. Nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Lâm Kiều, lâm di giật mình đại tỷ sao vậy có phải khó chịu chỗ nào không lâm kiều nhanh chóng lấy lại tinh thần má đỏ ửng ta vừa rồi cảm giác được hình như em bé động đậy động đậy lâm di nhìn xuống bụng lâm kiều lâm kiều cười tít cả mắt xem ra em bé rất thích vị lục di này lâm di ra khỏi phòng lâm kiều để nha hoàn dẫn đường một đoạn nhìn thấy phòng khách ở cuối vườn thì bảo nha hoàn trở về hầu hạ lâm kiều từ đây ta có thể tự trở về rồi. trong vườn loáng thoáng tiếng vun vút cũng không biết là ai thích chơi con quay giống trịnh thất tiểu thư. lâm di đang định sang đó xem thì trước mắt bỗng tối sầm, một bóng người cao lớn xuất hiện, trường bảo xanh ngọc, đôi mắt trắng đen rõ ràng. lâm chính thanh, ở lâm gia không gặp phải, ở trần gia không gặp phải, ở viên gia lại bất cần va chúng. tìm đập mạnh một cái, lâm di lui về phía sau mấy bước. Chỉnh trang phục rồi hành lễ chào Lâm Chính Thanh. Năm bước, một giọng nói với ý cười như có như không truyền tới, Trần Lục tiểu thư luôn lùi năm bước trước khi hành lễ với người khác sao? Lâm Di cúi thấp đầu, khẽ đáp, khiến đại gia chê cười rồi. Lâm Chính Thanh ngoài ý muốn hơi nhướng mày rồi khẽ nheo đôi mắt hoa đào, cô biết ta là ai? Lần nào ánh mắt của nàng cũng nhìn thẳng, chưa từng lướt ngang qua người hắn hắn còn tưởng nàng không nhìn thấy hắn nữa cơ lâm di tránh ra sau lưng linh lung tỏ vẻ muốn nhường đường nhưng khóe mắt lại hơi nhướng không muốn cùng hắn nói thêm nửa câu xa cách như thế thật là khiến người ta lạnh lòng lâm chính thanh vẫn không định rời đi cô thích tề nhị lang cùng là ánh mắt nhìn phớt qua nhưng khi nhìn tề nhị lang lại thêm vài phần chăm chú lần gặp gỡ này rõ ràng không phải trùng hợp là Lâm Chính Thanh cố ý ở đây chờ nàng, Lâm Di giận tái mặt. Cảm xúc thật luôn bị giấu sau một lớp mây mù, dường như có thế nào cũng không nổi giận, vẻ mặt này của nàng bất giác khiến Lâm Chính Thanh thấy quen thuộc. Hết chuyện này đến chuyện khác, lần nào cũng bị trạch hướng, rõ ràng sắp thành công cuối cùng lại thất bại, cứ như có ai ở sau lưng làm khó dễ hắn vậy. Suy tư suốt mấy ngày, Nhân tố khiến hắn hiếu kỳ nhất trong những chuyện đó chính là cô nhóc đang muốn chạy trốn trước mắt này. Lâm gì không có ý định nói thêm câu nào với Lâm Chính Thanh, xoay người muốn đi đường khác. Nàng muốn Lâm Chính Thanh biết rõ, nàng không như Lâm Phương nhớ thương hắn, từ đây trở đi, hai bên tốt nhất không nhìn nhau thì hơn. Nguyễn Nguyên, Lâm gì mới đi được một bước, nghe thấy hai chữ này thì cả người lập tức cứng đơ. Thật sự là Nguyễn Nguyên hai chữ Nguyễn Nguyên này, chỉ qua lễ vấn danh mới biết được. Lâm Chính Thanh mỉm cười, nói tiếp với giọng điệu trêu đùa. Đừng vừa nhìn thấy ta liền chạy, tốt hơn hãy nói rõ cho ta biết, ta hỏi ngũ danh của cô bao giờ. Bằng không, hắn cố ý dừng lại. Để ta nói ra luôn ngày sinh tháng đẻ của cô, cô khỏi mơ xuất giá đi là vừa. Lễ vấn danh là lễ nhà trai đến nhà gái để hỏi tên tuổi cô gái, ngày này gọi là lễ chạm ngõ, hay lễ dạm hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 70, thất bại. Ngày sinh tháng đẻ ngoại trừ bản thân thì chỉ có cha mẹ mới biết, nếu bị người khác nói ra, đừng nói là xuất giá, nàng chỉ còn nước lấy một dải lụa trắng treo cổ mới bảo toàn được sự trong sạch thôi. Lâm Di siết chặt khăn tay. Tại sao Lâm Chính Thanh lại có thể thốt ra nhũ danh của nàng? Ta hỏi nhũ danh của cô bao giờ? lâm gia quả thật từng làm lễ vấn danh với nàng kiếp trước khi hai nhà định hôn trao đổi canh thiếp trên canh thiếp viết rõ ngày sinh tháng đẻ và nhũ danh của nàng kiếp trước lâm chính thanh là phu quân của nàng nếu phu quân gọi nàng nguyễn nguyên nhiều lắm nàng chỉ trách hắn không để ý phép tắc trước mặt mọi người thôi sẽ không đến mức sợ hãi như bây giờ bây giờ nàng là người sống lại một kiếp kiếp này với nàng lâm chính thanh chỉ là một người đàn ông khác họ không quen biết nàng phải làm sao ngăn cản hắn đây? đầu vẫn suy nghĩ không ngừng. lâm di chậm rãi thở ra một hơi, đưa lưng về phía lâm chính thanh, lâm đại gia còn có tiền đồ tươi sáng phía trước, tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy gì, xin đại gia tự trọng. dứt lời nàng toan nhấc chân đi tiếp, đem tiền đồ ra dọa hắn là, nàng làm sao biết hắn coi trọng tiền đồ hơn? ánh mắt vốn lấp lóe của lâm chính thanh càng sáng hơn đổi lại là cô gái khác nghe vậy đã sớm sợ cuống lên rồi trần lục tiểu thư lại xem như chưa từng nghe thấy còn khuyên bảo hắn chú ý thanh danh thảo nào từ lần đầu nhìn thấy trần lục tiểu thư hắn đã cảm thấy nàng thú vị nếu không phải ngày đó nhìn thấy hôn thiếp đường đệ đưa sang nhà gái hắn cũng sẽ không nhớ hình như lúc trước đã từng nhìn thấy ở đâu đó một tờ canh thiếp không nhớ rõ nội dung trên tờ thiếp lắm nhưng hai chữ nguyễn nguyên thì đã in sâu trong đầu Nguyễn Nguyên, trong số phụ nữ hắn quen biết, không có ai tên như vậy. Tuy Trần Lục tiểu thư không thừa nhận, nhưng hắn tin chính là nàng. Kỳ lạ, tựa như vừa mơ một giấc mộng dài, sau khi tỉnh lại, cô đến mấy cũng chỉ nhớ lơ mơ được từng đoạn ngắt quãng. Mà vị Trần Lục tiểu thư kia dường như lại nhớ được toàn bộ chi tiết của giấc mơ. Lâm Chính Thanh khẽ nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, hắn có nên buông tha cho nàng không? Lâm Di đi một mạch trở về nhà chính, viên đại nãi nãi vừa sai nha hoàn bưng thêm trà và trái cây cho các vị tiểu thư. Lâm Di trở lại ngồi cùng với nhóm tiểu thư, Linh Lung và Quất Hồng vẫn chưa hoàn hồn nhưng cũng không dám lộ ra. Đại tỷ nói gì với muội thế? Lâm Phương lại gần hỏi. Lâm Di cười nói, dặn dò muội hầu hạ lão thái thái chi trường cho tốt thôi. Lâm Phương tỏ vẻ không tin, nếu vậy thì việc quái gì phải tránh mặt người khác chứ tề tam tiểu thư vừa hay xin tới được bàn cờ liền kéo tay lâm di sang đi chúng ta đánh ván cờ lâm di còn mải nghĩ chuyện lâm chính thanh nên chỉ thoáng sau đã thua tề tam tiểu thư tề tam tiểu thư may mắn thắng được một ván liền không đánh nữa nhường chỗ lại cho muội muội lâm phương thì dẫn lâm huyền tới chỗ nhóm tiểu thư nói chuyện phiếm tất cả cười cười nói nói vô cùng vui vẻ Lâm Uyển thường xuyên ra vào trịnh gia, cũng có vài chuyện để nói, không bị bỏ lơ, nhưng rất nhanh liền bị Lâm Phương cướp mất hào quang. Từ khi Trần Nhị Lão Gia được bổ nhiệm làm thị vệ, mẹ con Lâm Phương càng thường xuyên ra vào phủ đệ của các nhà huân quý hơn. Nhị Thái Thái Điền Thị đi làm quan âm tống tử, Lâm Phương đi làm tỉ muội chi âm, biết được không ít chuyện trong nhà của tôn thất. Gần đây tất cả mọi người đều sầm xì si về chuyện Lâm Gia. Muội muội có nghe nói không? Lâm Di gật đầu, cũng chỉ vài ba câu thôi. Tề Tam tiểu thư nhỏ giọng nói, nghe nói đám Tặc phỉ kia định cướp bóc một thôn trang ở ngoài kinh, trùng hợp thế nào quan binh lại đi ngang đó. Lão thái thái chi trưởng cho người đi hỏi thăm cũng được tin tương tự vậy, Lâm Di hỏi, là trang viện của nhà huân quý nào vậy? Tề Tam tiểu thư lắc đầu, Ta chỉ nghe phụ thân nói với mẫu, thân là thôn trang của một huyện thừa chí sĩ về hưu nào đó. Nàng lại nói thêm, đất đai tốt xung quanh kinh thành đều bị quan lại quyền quý mua hết rồi, còn dư cũng chỉ là mấy chỗ tương đối vắng vẻ thôi. Nghe nói thôn trang kia chuyên để nuôi bò dê, cũng không biết làm sao lại bị tặc phỉ để mắt nữa. Lão thái thái chi trưởng sắp xếp cho tiểu thiếp của Ngô đại nhân rời kinh, chắc những người kia được tin liền đuổi theo có điều nếu muốn truy đuổi người tại sao lại đi cướp bóc thôn trang nhỉ trang viện ở nơi xa xôi như vậy đúng ra phải dễ đắc thủ lắm mới phải ai ngờ lại gặp phải quan binh lâm gì lấy một con cờ đặt xuống bàn nàng vốn cảm thấy là có người cố ý sắp đặt bây giờ nghe tề tam tiểu thư nói vậy nàng liền khẳng định lâm gia là bị người ta mưu hại từ khi biết chuyện cha muốn tố cáo thành quốc công nàng vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng đây chính là lần đầu tiên nàng thấy vui vẻ. Nghĩ tới đây, Lâm Di cười khẽ. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo chính là tình trạng hiện giờ của Lâm gia. Lâm Đại Thái Thái kiên nhẫn chờ nữ quyến trong phòng về bớt mới lôi kéo viên Đại Thái Thái và hai vị lão Thái Thái trần ra vào phòng trong nói chuyện. Mọi người vừa ngồi xuống, Lâm Đại Thái Thái liền đi thẳng vào vấn đề, các vị lão Thái Thái và Thái Thái hẳn đã biết chuyện nhà chúng tôi. Bà ta vừa nói vừa lau khóe mắt. Trần Đại Lão Thái Thái Lý Thị đưa tay lấy trà tới uống. Trần Nhị Lão Thái Thái Đồng Thị xoay cầu huân hương trong tay. Viên Đại Thái Thái làm chủ nhà nên không tránh được. Đành thở dài nói, ta mới hồi kinh, cũng không rõ ràng lắm. Lâm Đại Thái Thái ôm mặt khóc vô cùng buồn bã. Đây rõ ràng là có người muốn chèn ép nhà chúng tôi đến đường cùng. Lão gia chúng tôi giờ bệnh không dậy nổi, đám con cháu thân thích thường theo thanh ca đi học đều tìm cớ không đến nhà dòng dõi thư hương nặng nhất thanh danh dính phải vết nhơ như thế này nhà chúng tôi làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt người khác đây lão thái thái chi trưởng trần gia thầm cười diễu nếu không muốn kẻ khác biết thì đừng làm đã bắt đầu thì cũng nên ngờ tới kết quả ngày hôm nay chứ bà sai người sắp xếp cho tiểu thiếp ngô gia rời kinh mà không phát hiện lâm ra bám theo sau lưng nếu thật sự có người cố ý vạch trần lâm gia người kia đúng là không thể khinh thường viên đại thái thái an ủi lâm đại thái thái vài câu lâm đại thái thái bấy giờ mới bình tĩnh lại chậm rãi nói lần trước viên nhị gia bị bắt oan vào nha môn tôi nhờ người trong tộc hỏi thăm mới biết chuyện đó có liên quan tới thành quốc công bà ta muốn nói viên nhị gia có thể được thả ra trong đó cũng không thiếu công của lâm gia quả nhiên viên đại thái thái càng tỏ ra cảm kích lâm đại thái thái cẩn thận nhìn quanh rồi thấp giọng nói lần này viên lão gia có thể bình an là chuyện tốt chỉ sợ thành quốc công bên kia vẫn chưa chịu buông tha thôi lâm đại thái thái dẫn chuyện này đến trên người thành quốc công viên gia tất nhiên sẽ không ngồi yên không lo lão thái thái chi trưởng trần gia bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhà cô cha ra được chuyện gì sao lâm đại thái thái lập tức ngượng ngùng nói cũng chỉ mới bắt đầu điều tra thôi, không ngờ liền bị dội nước bẩn lên đầu. Người trong phòng này đều gần thành tinh cả, nghe Lâm Đại Thái Thái nói vậy cũng không ai tùy tiện tiếp lời. Nhất là Lão Thái Thái chi trường trần gia, dáng vẻ nửa mờ nửa khép của bà khiến Lâm Đại Thái Thái hơi trột ra. Có một số chuyện hai bên đều rõ trong bụng, Lão Thái Thái chi trường trần gia không vạch trần bà ta ngay tại chỗ thôi. Thanh ca nói đúng, trần gia được chỗ tốt cũng sẽ không để người khác biết đã thế bọn họ có thể mượn tên thành quốc công để qua ải này hồi lâu sau lão thái thái trưởng trần gia bỗng thở dài dù sao chỗ quan phủ cũng có bằng chứng muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ cũng không dễ trần nhị lão thái thái đồng thị từ đầu đến cuối không mở miệng bấy giờ cũng lắc đầu đã vào tay thuận thiên phủ rồi thì đành phải nhờ quan hệ xin thẩm án lần nữa thôi Dứt lời bà ta nhìn sang lão thái thái chi trường, nhờ trịnh gia hỗ trợ có được không? Lão thái thái chi trường tỏ ra khó xử, trịnh các lão còn đang bù đầu chuyện nhà, e rằng không rảnh mà giúp. Tất cả nghe vậy liền giật mình. Viên đại thái thái hỏi, đây là chuyện khi nào thế? Lão thái thái chi trưởng lần Phật Châu trong tay, trịnh gia bị người ta ép hôn, cũng đang chật vật muốn chết. Người trừ thị ngày nào cũng tìm tới, Trịnh lão phu nhân đang sứt đầu mẹ chán, ta làm sao còn dám thêm phiền. Không ngờ trịnh gia lại bị trừ ra bắt thóp, lòng lâm đại thái thái lập tức lạnh đi hơn nửa, lại lau khóe mắt nghẹn ngào, lão thái thái và thái thái, xin nghĩ cách cứu lão gia nhà tôi với. Tề nhị thái thái trò chuyện với viên đại nãi nãi một lát rồi vào trong xem con gái mình. Tề tam tiểu thư và tề ngũ tiểu thư đánh với lâm di năm ván cờ, ngoài trừ ván đầu tiên tề tam tiểu thư thắng bốn ván còn lại đều thua lâm di tề nhị thái thái ở một bên nhìn dáng vẻ líu ríu vây quanh trần lục tiểu thư của hai con gái không khỏi xem xét trần lục tiểu thư thêm mấy lần con gái bà bà rõ hơn ai hết tuyệt đối không tùy tiện thân cận với bất kỳ ai bây giờ lại luôn miệng nhắc tới trần lục tiểu thư như vậy tất nhiên là vì vị tiểu thư này có chỗ hơn người tề tam tiểu thư thua cờ thẳng thắn tháo vòng tay của mình xuống kín đáo đưa cho lâm di mau dạy ta chiêu vừa rồi đi cái này xem như là phí bái sư của ta lâm di cười tất nhiên không chịu nhận ta dạy cho tỷ là được vòng tay tỷ giữ lại đi lần sau lại thua thì đưa ta tề tam tiểu thư đeo vòng tay lại vậy chẳng phải ta được hời rồi sao muội dậy ta lần sau sao có chuyện ta thua được lâm di mím môi cười Tề Ngũ tiểu thư nói, Trần Lục muội muội phải thắng cho được vòng tay của tỷ ấy đấy, xem tỷ ấy còn mạnh miệng được nữa không. Dùng bữa xong, mọi người lên xe của mình về nhà. Lâm Di ngồi bên cạnh lão thái thái chi trưởng. Lão thái thái chi trưởng hơi híp mắt lại, có người muốn đẩy Lâm gia lên làm quân cờ tiên phong. Để bảo vệ thanh danh, Lâm gia cũng chỉ còn cách đi con đường này. Lâm đại thái thái muốn cầu Trịnh gia hỗ trợ, thật tình không biết bà già thành tinh trịnh lão phu nhân kia đã sớm lấy người chử ra làm vật ngụy trang ở nhà không ốm mà rên sao ngoài mặt làm như không có mặt mũi ra gặp người khác kỳ thật là muốn khoanh tay đứng nhìn thôi ta hỏi nhũ danh của cô bao giờ lâm gì nghĩ đến những lời lâm chính thanh nói lúc nãy hơi nhíu mày nàng có thể ung dung bỏ đi trước mắt lâm chính thanh là vì nàng biết dựa theo tình hình của lâm chính thanh nếu thật sự biết ngày sinh tháng đẻ của nàng hắn đã nói ra từ lâu rồi, tuyệt đối sẽ không giữ thể diện cho nàng. Bây giờ Lâm Chính Thanh không biết, sau này thì sao? Lâm già ra chiêu nàng còn có thể phòng ngự, nhưng nếu Lâm Chính Thanh có được ký ức kiếp trước, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy. Nàng chỉ có thể xác định một điều, cho dù Lâm Chính Thanh nhớ lại kiếp trước, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp với hắn. Phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn